Ngài Xá Lợi Phất dùng thiên nhãn thấy rõ chúng sanh trong sáu đạo chết đây sanh kia, thấy rõ các nhân duyên thiện ác nên chẳng còn nghi nữa. Thế nhưng vì những người chưa có được thiên nhãn, chưa thấy xa rộng được như Ngài, mà Ngài phải hỏi Phật như trên đây. Vì sao? Vì có nhiều vị thanh văn giới niệm khinh khi các Bồ Tát, vì thấy các Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật, lại nguyện ở lâu trong sanh tử, hoặc vì thấy các Bồ Tát chưa đoạn giải các lậu mà lại dùng trí huệ học các kinh thơ nội và ngoại điển, hoặc vì thấy các Bồ Tát chưa chứng được thật tế chưa thoát khỏi sanh già chết. Chưa vị thành văn ấy nghĩ rằng các Bồ Tát đã tu tập trải qua vô lượng kiếp mà vẫn chẳng chứng được niết bàn, ắt là phải đọa vào đường ác. Ngài Xá Lợi Phất thương xót các vị thanh văn ấy, muốn họ sanh tâm tin kính các Bồ Tát, mà Ngài phải hỏi Phật như trên, mong được Phật giải đáp để cho họ đều được rõ. Bởi nhân duyên vậy nên Phật đã khai thị rõ về ba hạng Bồ Tát sanh về cõi này. Đó là hạng Bồ Tát từ các cõi Phật khác sanh về cõi này, hạng Bồ Tát từ cõi trời Đâu Suất sanh về cõi này, hạng Bồ Tát từ trong loài người sau khi mạng chung trở lại sanh làm người ở cõi này. Hỏi: thế gian có sáu đạo, vì sao chỉ nói đến trường hợp Bồ Tát sanh làm người ở cõi này mà chẳng có đề cập đến các đạo khác? Đáp: như trước đây đã có nói, trời Atula hưởng lạc nhiều nên khó tu, địa ngục ngạ quỷ súc sanh là bát đạo thuần khổ cũng rất khó tu để được đạo, bởi vậy nên chẳng có nói đến. Hỏi: trong kinh có nêu trường hợp một vị đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất trần tợ như chân châu mà đã quả A-la-hán, lại còn có vị tỳ kheo tên là Ma-du-bà-thi-tha suốt 500 đời làm thân khỉ, mà khi được làm người cũng chứng được 6 thần thông, được quả A-la-hán. Và khi đã được quả A-la-hán rồi, Ngài còn thói nhảy nhót như loài khỉ. Vì sao chẳng có nói đến trường hợp được đạo ở trong ba đường ác? Đáp: tuy rằng trong loài súc sanh cũng có trường hợp được đạo, nhưng vì quá ít nên chẳng có nêu ra ở đây. Lại nữa, các vị ấy trải qua nhiều đời đã gieo trồng các thiện căn công đức, đã tu đạo niết bàn, nhưng vì đã có phạm lỗi lầm khiến phải đọa vào ba đường ác. Khi đã đoạn các nghiệp rồi thì các vị ấy lại được sanh làm người để tiếp tục tu học. Do đã sẵn có các thiện căn thuần thục rồi nên dễ được quả báo tốt vậy. Đoạn kinh trên đây nêu những trường hợp được đạo trong loài người. Có người tuy đời trước có cấu tâm, nhưng đời nay tu tập được đạo Bồ Tát, được tâm thanh tịnh vô lậu. Những người ấy đã thành tựu được các thiện căn hữu lậu cũng như vô lậu, nên nay sanh lại làm người, cũng lại thứ lớp tu tập hướng về vô thượng Bồ Đề. Ở trong loài trời, loài Atula cũng có những trường hợp tương tự. Hỏi: vì sao ở cõi trời Đâu Suất thường có các vị Bồ Tát nhất sanh vô xứ đến thuyết pháp, mà ở các cõi trời khác chẳng có được như vậy? Đáp: ở cõi sắc chư thiền thường hay đắm thiền vị, nên ở đây khó được tương ưng với Bát-Nhã Ba La Mật. Chư thiên ở cõi trời Đâu Suất do kiết sừng cạn mỏng nên mới nghe được các vị Bồ Tát nhất sanh vô xứ thuyết pháp, mới thường nghe được Bát-Nhã Ba La Mật. Do nghe được Bát-Nhã Ba La Mật mà tâm càng được lanh lợi hơn. Các vị từ cõi trời Đâu Suất cũng như các vị từ cõi Phật khác sanh về cõi này đều là những vị lợi căn thượng trí ở trong vô lượng A Tăng kỷ kiếp đã xa lìa tội lỗi. Còn các vị mà trước đây đã ở trong loài người sau khi mạng chung sanh lại làm người ở cõi này đều là những đệ tử của Phật đã từng nghe pháp, tránh ước niệm và đã tu tập các công đức trí huệ. Ngoài ra còn có các vị tuy căn trí chậm đột nhưng do kham nhẫn tu tập thiện pháp mà nay có thiện duyên sanh về cõi này để được thấy Phật, nghe pháp, được tu tập Bát-Nhã Ba La Mật, dẫn đến được tương ưng với Bát-Nhã Ba La Mật. Hỏi: vì sao từ cõi trời Đâu Suất chỉ có các Bồ Tát nhất sanh bổ xứ mới sanh về cõi này? Đáp: loài người có nhiều kiết sử phiền não, có nhiều tội lỗi, nên từ cõi trời Đâu Suất chỉ có các vị đại Bồ Tát mới sanh về cõi này, thọ thân người, sống trong xã hội loài người mà chẳng bị nhiễm ô phiền não. Ví như đem sữa cho ngỗng uống thì ngỗng biết lựa sữa để uống, biết trở lại các chất bẩn lẫn lộn trong sữa. Cũng như vậy, Bồ Tát ở ngay trong thế gian đầy phiền não mà chẳng có bị nhiễm trước. Vì sao? Vì như trong kinh đã nói, các vị đại Bồ Tát chẳng hề mất sáu pháp ba la mật. Vì lợi ích chúng sanh mà các vị đại Bồ Tát phân bố khắp mười phương, đem đại trí huệ giáo hóa chúng sanh. Các vị Bồ Tát từ các cõi Phật khác cũng như các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở cõi trời Đâu Suất đều là những vị pháp tánh sanh thần Bồ Tát, biến hóa được vô lượng thân, dùng vô lượng pháp môn phương tiện để độ thoát chúng sanh. Còn hạng Bồ Tát trước đã ở trong loài người Sau khi mạng trùng sanh trở lại làm người ở cõi này thì chẳng được như hai hạng Bồ Tát nêu trên. Vì sao? Vì còn độn căn thiểu trí, lại còn chấp ngã, nên vẫn còn sanh ít nhiều kiết sử. Các Bồ Tát hạng này phần nhiều còn là dục thân Bồ Tát. Hỏi, đã là Bồ Tát bất thối chuyển rồi thì chẳng còn có kết nghiệp thọ sanh thân nữa. Như vậy vì sao lại còn thọ sanh thân làm người ở cõi này? Đáp, các vị Bồ Tát này tuy đã được bất thối chuyển, nhưng do chưa xả được nhục thân nên nguyện sanh về cõi này để mau được tương ưng với bát nhã ba la mật. Còn các vị Bồ Tát căn trí còn chậm đột, chẳng có thể mau được tương ưng với bát nhã ba la mật được, và ở hiện tiền chẳng có thể mau được các môn Đà La Ni và các môn Tam Muội. Kinh. Này Xá Lợi Phất, ông hỏi Bồ Tát Ma-ha-tát rời cõi này sanh về cõi nào ư? Ông nên biết các Bồ Tát ấy từ cõi Phật này đến cõi Phật khác vẫn thường thấy Phật, vẫn thường chẳng ly Phật. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát chẳng dùng phương tiện mà nhập vào sơ thiền, dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền và cũng thật hành 6 pháp ba la mật. Các Bồ Tát này sanh lên cõi trời Trường Thọ Thiên trú nơi đó, rồi sau khi mạng chung lại sanh về cõi này thọ thân người, được gặp Phật và Bồ Tát. Hạng Bồ Tát này cũng vẫn còn căn tánh chậm lụt. Lại có Bồ Tát nhập vào sơ thiền, dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền và cũng thật hành 6 pháp ba la mật. Các Bồ Tát này do chẳng dùng phương tiện nên xả thiền sanh về cõi dục. Hạng Bồ Tát này cũng vẫn còn căn tánh chậm lụt. Lại có Bồ Tát nhập vào sơ thiền, dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền, tu từ tâm dẫn đến xả từ tâm, nhập hư không xứ, dẫn đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, rồi tu niệm xứ, 8 thánh đạo, 10 Phật lực, phát đại bi tâm. Các Bồ Tát này dùng các sức phương tiện, chẳng tùy 4 xác định sanh, chẳng tùy 4 vô lượng tâm sanh, chẳng tùy 4 vô xác định sanh, mà chỉ sanh vào nơi nào có Phật, thường chẳng ly bát nhã ba la mật. Các Bồ Tát này ở trong hiền kiếp sẽ được đạo vô thượng Bồ Đề. Luận. Hỏi, Ngài Xá Lợi Phất hỏi về đời trước và đời sau của các Bồ Tát, vì sao Phật chỉ sơ lược về đời trước mà lại nói nhiều về đời sau như vậy? Đáp, người ở thế gian dùng nhục nhãn nên chẳng có thể thấy được đời sau, do chẳng thấy được đời sau nên khởi tâm nghi, chẳng biết đời sau của mình sẽ đi về đâu. Bởi vậy nên Phật phải giọng nói cũng như lửa đã được dập tắt rồi, chẳng còn cần phải để ý làm gì nữa, phải cần cảnh giác phòng ngừa trong tương lai. Lại nữa, có trường hợp người nghèo chỉ mong xin được chút ít mà lại gặp được người vừa giàu của cải, vừa giàu lòng nhân từ nên nhận được rất nhiều của bố thí. Cũng như vậy, Ngài Xá Lợi Phất chỉ hỏi ít mà lại được Phật giải đáp rất nhiều. Biển Phật Pháp mênh mông vô hạn lượng, Phật đem vô lượng Pháp ra bố thí cho chúng sanh, chẳng bao giờ hết được. Do có Ngài Xá Lợi Phất thư hỏi mà Phật rộng phân biệt để cho đại chúng được rõ. Lại nữa, do có nhiều người nghĩ rằng nếu các Pháp đều là không, đều chẳng có đi vô khứ, đều chẳng có đến vô lai, thì chết rồi chẳng còn đi về đâu nữa cả, nên Phật muốn đoạn nghi cho họ. Phật và phải dẫn ra nhiều thí dụ về chết đây sanh kia nhằm đoạn nghi cho hạng người nêu trên, và đồng thời để cho đại chúng được hiểu rõ. Hỏi, có thuyết nói là chết, có thuyết nói chết là vĩnh diệt, có thể nói như vậy được chăng? Đáp, sau khi chết thân bị hủy diệt theo 3 trường hợp, hoặc thân bị lửa thiêu cháy rụi thành tro, hoặc thân bị các côn trùng rúc rỉa trở thành đất, hoặc lâu ngày bị mục nát trở thành đất. Người thế gian chỉ thấy thân hiện hữu tức là thân ở đời này, mà chẳng thấy được thân hậu hữu tức là thân ở đời sau, nên chết rồi là vĩnh diệt. Đây là do chẳng biết được thân đời sau, chẳng phải là chẳng có thân đời sau vậy. Vì sao? Vì nếu thân diệt rồi là mất hẳn, thì chẳng sao giải thích được sự có mặt của hàng hà sa chúng sinh trong 3 cõi, lại cũng chẳng có thể giải thích được các hiện tượng như đứa bé mới lọt lòng mẹ đã biết khóc, biết cười, cùng sinh ra ở đời vì sao có người giàu kẻ nghèo, người sang kẻ hèn, người hiền kẻ ác, người tốt kẻ xấu, người thông minh kẻ đần độn, vân vân. Nếu chẳng có các nghiệp duyên từ đời trước thì làm sao có những hiện tượng sai khác như vậy được. Lại nữa, nếu nói sau khi chết thân tối nát rồi là hết, thì còn 6 tình sẽ đi về đâu? Phàm phu dùng nhục nhãn chẳng thấy được thân đời sau, thân hậu hữu, còn các bậc thánh dùng thiên nhãn thấy rõ chúng sanh chết đây sanh kia. Chết chỉ là sự rời bỏ thân này để thọ thân khác, y như người rời căn phòng này để qua căn phòng khác, rời chỗ này để đi đến chỗ khác vậy. Lại nữa, người kém trí huệ chỉ dùng nhục nhãn để thấy như vậy cũng đồng như các loại súc sanh, chẳng có gì khác cả. Trong lúc đó thì người trí biết rõ có đời sau, biết rõ rằng nếu phiền não chưa tận thì còn phải trở lại sanh thân nữa. Vì sao? Vì tâm thức hằng chuyển cùng với duyên nghiệp báo ở đời này mà dẫn sanh thân ở đời sau. Ví như sữa biến thành bơ, thành phô mát, vân vân, sanh thân cũng là như vậy. Dù năm ấm thân trước đã hoại, nhưng do có các hành nghiệp tiếp nối mà có thọ quả báo, dẫn sanh năm ấm thân ở đời sau. Ví như cây mùa đông tuy chưa sanh hoa lá, nhưng đã có sẵn các nhân để dẫn sanh hoa lá mùa xuân tiếp đến. Do có tạo nghiệp nhân duyên mới có thọ nghiệp quả sanh tử. Ví như người ngủ say nằm mộng, mà khi tỉnh dậy vẫn còn nhớ được cảnh ở trong mộng. Lại nữa, dùng mắt thường nhìn thấy một người có vẻ mặt cao có, cũng đoán biết được người ấy sân si nóng này. Thấy người mặt mày ủ rột cũng đoán biết được người ấy đang yêu sầu buồn khổ. Thấy mặt mày rạng rỡ vui tươi cũng đoán biết được người ấy thanh nhàn khoan khoái, vân vân. Phàm phu dùng nhục nhãn còn thấy biết như vậy, huống nữa là bậc thánh có thiên nhãn và tha tâm trí. Ví như người đi trong đêm tối phải lần từng bước theo người dẫn đường. Chúng ta trên đường tu học phải nương theo các bậc thiện tri thức mới mong khỏi bị rơi vào tà đạo. Trong Phật Pháp tuy nó rốt ráo không, nhưng vì phàm phu điên đảo chấp có ngã, có pháp, nên Phật phương tiện thuyết có nhân, có quả, có nghiệp nhân nối tiếp, có thọ quả báo tương tục. Phải nên biết rằng Phật Pháp chẳng chấp hữu, chẳng chấp vô, cũng chẳng chấp phi hữu, chẳng chấp phi vô. Phật Pháp giống như con dao chém giữa hư không, chẳng gây thương tích cho ai cả. Chư Phật và chư Bồ Tát vì chúng sanh mà tùy duyên nói Pháp, nhưng tự mình chẳng có khởi chấp. Như bài kệ sau đây: hết thảy Pháp đều thật, hết thảy Pháp đều hư, lại vừa thật vừa hư, cũng chẳng thật chẳng hư. Niết bàn là chân tế, thời gian cũng chân tế. Niết bàn tức thế gian, rốt ráo bất khả đắc. Như vậy Phật Pháp thuyết rốt ráo không mà vẫn thuyết về duyên nghiệp sanh tử. Đây là lý do thuyết ra phẩm vãng sanh này. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng. Như vậy, người tu làm sao có thể tu tập được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật được? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật nhiếp hết thảy các pháp, ví như biển lớn tiếp nhận hết thảy các nguồn nước từ muôn sông chảy đến, nên biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng, thì đâu còn gì để vấn nạn nữa. Nếu ở Bát Nhã Ba La Mật mà còn chấp tướng thì mới nên vấn nạn như vậy. Người tu hành khi đã vào được hết thảy các tam muội, đã được tâm rộng lớn, là liền được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Ví như cha mẹ thấy con phạm lỗi lầm, sanh tâm thương xót, tìm mọi cách để dìu dắt con ra khỏi mê lầm. Cũng như vậy, Bồ Tát thấy chúng sanh mê lầm bị các nhiễm duyên trói buộc, chẳng biết được tự tánh không của các pháp, khiến phải bị đọa lạc, nên dùng mọi phương tiện cứu vớt chúng sanh ra khỏi các khổ. Bồ Tát phát tâm đại bi thương xót chúng sanh, dạy họ tu học, dẫn họ vào Phật đạo. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát đi từ Phật độ này đến Phật độ khác, dùng năm thần thông cúng dường vô lượng chư Phật, độ vô lượng chúng sanh dùng nhục nhãn, chẳng thấy được các cõi Phật. Còn Bồ Tát thấy khắp hết thảy các cõi Phật, chẳng có gì ngăn ngại cả. Tuy nhiên cũng có Bồ Tát chẳng dùng phương tiện mà vào thiền định, rồi đắm thiền vị, trú trong thiền định mà chẳng niệm chúng sanh. Hạng Bồ Tát này vì tâm từ bi kém, nên sanh lên cõi trời trường thọ thiên là phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ. Ở nơi đây chẳng có tình sắc, cũng chẳng có đạo Bồ Đề. Hạng Bồ Tát này nếu được sanh trở lại làm người, nếu được gặp Phật Pháp thì sẽ nhớ lại sự phát tâm Bồ Đề trước đó, dẫn đến sẽ tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Trong kinh có chép một chuyện sau đây: và một hôm Phật hỏi một vị tỳ kheo rằng, đất ở móng tay ta và đất ở đại địa bên nào nhiều hơn? Vị tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, đất ở đại địa nhiều hơn. Phật dạy: chư thiên ở các cõi trời sanh làm người rất ít, chỉ ví như đất ở móng tay ta còn đọa vào địa ngục rất nhiều như đất ở đại địa. Vì sao? Vì ở cõi trời hưởng phước quá nhiều nên khó tu hành, khi hết phước thường bị đoạn. Hỏi: trong hai căn thì độn căn nhiếp về những căn nào? Đáp: người đã được huệ căn rồi, quán được thật tướng Pháp rồi, nhưng khi vào thiền định mà đắm chấp thiền vị thì cũng sẽ trở thành độn căn. Ví như có đầy đủ 5 căn tín tấn niệm định huệ, hòa hợp làm trợ đạo Pháp, dẫn sanh lên cõi trời. Nhưng nếu thọ phước báo ở cõi trời mà sanh tâm chấp đắm thì cả 5 căn nói trên đều trở thành độn căn cả. Trong kinh nói Bồ Tát đã được phước đức thanh tịnh, đã có được 18 căn lanh lợi, nhưng nếu các căn còn lại chấp đắm thì cũng sẽ trở thành độn căn. Trong kinh Pháp Hoa có nói, nếu chẳng còn các chấp trói buộc gây ra phiền não thì mạng căn được an ổn và các căn kia cũng trở thành lanh lợi, như vậy gọi là lợi căn. Lại nữa, khi thọ lạc, biết rõ lạc là vô thường, chẳng đắm lạc, cũng chẳng tham dục thì sẽ sanh được tín căn kiên cố, vững tin nơi mình, khiến có thể làm được các việc rất khó làm xa địa dục lạc. Biết rõ dục lạc là tội lỗi, tu tập đầy đủ ba thiện căn, như vậy gọi là lợi căn. Bồ Tát ở nơi ba vô lậu căn mà chẳng thủ chứng thật tế nên gọi là lợi căn, trái lại thì gọi là độn căn. Hỏi, vì sao nói hạng Bồ Tát thứ hai xả thiền sanh về cõi dục là chẳng dùng phương tiện? Đáp, hạng Bồ Tát này khi lớp chung bị nhiếp bất thiện tâm nên xả các thiền định sanh về cõi dục, như vậy là chẳng tu các phương tiện lực. Nếu Bồ Tát có thiện tâm, vô ký tâm và xả tâm, lại khởi từ bi tâm thương xót chúng sanh, giấy niệm nghĩ rằng nếu ta ở trong thiền định thì ta chẳng có thể dụng độ chúng sanh, mà phát đại nguyện xả thiền sanh về cõi dục thì gọi là có tu phương tiện lực. Lại nữa, nếu Bồ Tát chẳng sanh độn căn, nhập Bồ Tát vị, được Bồ Tát đạo, tu 37 phẩm trợ đạo, chú các thần thông, dẫn đến khởi tâm đại từ đại bi thương xót chúng sanh thì gọi là có tu phương tiện lực. Lại nữa, Bồ Tát có tu phương tiện lực chẳng tùy thiền định sanh, chẳng tùy bốn vô lượng tâm sanh. Vì sao? Vì Bồ Tát này tu bốn niệm xứ dẫn đến tu đại từ đại bi, cho đến khi mạng chung cũng vẫn thương xót chúng sanh, chẳng rời bỏ chúng sanh nên nguyện sanh về các cõi Phật khác để tu tập tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi, Bồ Tát nêu lên sau cùng trên đây thuộc về hạng Bồ Tát gì? Đáp, đây là hạng Đại Bồ Tát gọi là Phi Bạt Đà Kiếp Bồ Tát. Hỏi, thế nào gọi là Phi Bạt Đà Kiếp? Đáp, Phi Bạt Đà Kiếp là vô số kiếp chẳng thể tính được. Trong kinh có chép một chuyện sau đây, có một vị tỳ kheo hỏi Phật, bạch Thế Tôn, thời gian bao lâu gọi là một kiếp? Phật dạy, trước đây ta đã nói nhiều rồi mà các ngươi chưa hiểu rõ, nên ta lấy thí dụ để làm sáng tỏ vấn đề. Nhỏ nhất là 60 niệm hợp lại thành một đại niệm. Đại niệm đó cũng gọi là một kiếp. Còn nói về đại kiếp thì chẳng có toán số thí dụ nào ở thế gian có thể tính được. Ví như có một cái thành hình vuông mỗi bề 100 do tuần, lại có một người sống lâu 100 tuổi đập nát thành ấy thành bụi, rồi suốt đời đếm các hạt bụi ấy thì người ấy cũng chẳng sao đếm hết được. Thế nhưng nếu lấy một hạt bụi dụ cho một kiếp thì thời gian của vô số kiếp ấy hợp lại cũng chẳng sao so sánh được thọ mạng của một đại kiếp. Phân biệt đại kiếp và tiểu kiếp như đã nói trên đây cho thấy rằng thọ mạng của một đại kiếp là vô lượng vô biên. Hãy lấy thí dụ về một người tu hạnh viễn ly, sau khi người ấy trừ được 5 triền cái, vào được sơ thiền, được ly sanh hỷ lạc, đứng dậy nói với chúng sanh rằng ta chán ghét năm dục, vào sơ thiền, ở nơi đây ta được đệ nhất lạc. Lại có chúng sanh nghe như vậy tu tập xa lìa năm dục, vào sơ thiền, dần dần diệt các quán, vào đệ nhị thiền, lên đệ tam thiền, đệ tứ thiền. Lại có chúng sanh ở trong ba đường ác nghe như vậy khởi sanh thiện tâm, tinh tấn tu hành, dẫn đến sau khi mạng chung được sanh làm người. Thời gian tu tập của các chúng sanh nói trên đây chẳng có thể lượng được, nhưng vẫn chẳng sao so sánh được thọ mạng một đại kiếp. Dù thọ mạng của một đại kiếp lâu bền như vậy, nhưng kiếp cũng vẫn là sanh diệt vô thường. Ở trong phẩm 18.0 đã có nói rõ đại kiếp trụ ba tai họa lớn dẫn đến kiếp tận. Đó là hỏa kiếp, lửa lớn thiêu rụi cả 3.000 đại thiên thế giới, dẫn đến hủy diệt cảnh giới sơ thiền. Thủy kiếp, nước cuốn trôi cả 3.000 đại thiên thế giới, dẫn đến hủy diệt cảnh giới nhị thiền. Phòng kiếp, gió thổi mạnh cuốn theo cả 3.000 đại thiên thế giới, dẫn đến hủy diệt cảnh giới tam thiền. Tiểu kiếp cũng chịu ba tai họa lớn do ba độc tham sân si gây nên, đó là nạn đói khát, nạn đau binh, nạn dịch lệ, bệnh tật. Trong kinh Pháp Hoa, Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất rằng, này Xá Lợi Phất, trong đời vị lai, ông sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Đức Phật Hoa Quang trụ thế trong 12 tiểu kiếp. Sau khi Đức Phật diệt độ rồi, chánh Pháp còn trụ lại thêm 32 tiểu kiếp. Tượng Pháp trụ 32 tiểu kiếp. Đức Phật ấy từ trong tam muội ra thuyết kinh Pháp Hoa trong 6 tiểu kiếp. Danh từ kiếp cũng có nghĩa là thời, là tiết. Còn danh từ Phi Bạt Đà Kiếp có nghĩa là vô số kiếp, chẳng có thể lượng tính được. Lại nữa, vào thời không có Phật, thế giới bị ba tai họa lớn làm tán hoại, thời ấy gọi là không kiếp. Thế rồi bốn đại thanh tịnh hòa hợp trở lại tạo dựng thế giới mới, thời ấy gọi là hiền kiếp. Lúc bấy giờ từ dưới nước mọc lên một đóa hoa sen ngàn cánh. Vị trời ở cõi trời Tịnh Cư Thiên biết đó là điểm báo sẽ có ngàn Đức Phật hiện ra ngồi trên các hoa sen ấy, tỏa hào quang rực rỡ. Một thế giới trải qua 4 thời kỳ thành trụ hoại không, sau đó lại được thành lập trở lại và tiếp tục chu trình của 4 thời kỳ như trên. Kinh Cảnh Sách nói, một thời kỳ gồm 20 tiểu kiếp, cộng chung 4 thời kỳ là 80 tiểu kiếp. Kinh Khối Thế nói, trải qua 20 tiểu kiếp ở thời kỳ không, do các nghiệp cảm của chúng sanh muốn thành lập một thế giới mới nên lại có một thế giới nữa được thành tựu. Trong 20 tiểu kiếp, trụ trong 20 tiểu kiếp, hoại trong 20 tiểu kiếp, rồi trở lại không trong 20 tiểu kiếp. Kinh này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát nhập vào sơ thiền dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền, nhập từ tâm dẫn đến xả từ tâm, nhập hư không xứ dẫn đến nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, rồi dùng các sức phương tiện chẳng tùy thiền định sanh mà sanh về cõi dục và các dòng họ lớn để thành tựu chúng sanh. Luật hỏi, trước đây đã phân biệt nói có hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát tùy nghiệp sanh thân, hạng Bồ Tát tùy pháp tánh sanh thân. Hạng Bồ Tát này có biến hóa thân ở trong khắp ba cõi, làm các công đức nhập độ sanh. Như vậy ở đoạn kinh trên đây nói về hạng Bồ Tát nào? Đáp, ở đây nói về hạng Bồ Tát tùy nghiệp sanh thân. Vì sao? Hạng Bồ Tát này chưa có được pháp thân, nhưng do vào các thiền định mà có các sức phương tiện. Hạng Bồ Tát này chẳng muốn theo thiền định sanh mà chỉ muốn dùng các sức phương tiện sanh về cõi dục để làm lợi ích cho chúng sanh ở cõi này. Hỏi, nếu chẳng muốn theo thiền định sanh thì vì sao lại sanh về cõi dục mà chẳng sanh về các cõi khác? Đáp, hạnh nguyện của các Bồ Tát chẳng đồng nhau, mỗi vị đều có hạnh nguyện riêng. Hỏi, có Bồ Tát nguyện sanh về các cõi Phật khác, như vậy ở các cõi Phật ấy cũng đều có cõi dục chăng? Đáp, cõi nào có tạp ác bất tịnh thì đều được gọi là cõi dục, còn cõi nào thanh tịnh, chẳng có ba đường ác, chẳng có người nữ, chẳng có nhiễm dục, vô dục thì không gọi là cõi dục. Do đã có phước nghiệp thanh tịnh, lại có tâm từ bi thương xót chúng sanh nên Bồ Tát mới nguyện sanh về cõi dục để hóa độ chúng sanh.